Tết trung thu xốp nạp X2, 1 lít thì giá 200.000. Xốp Hùng Akira.vn, màu nhanh tay quay thử thôi nào. Mua ác Free Fire thử vận may kim cương tại xốp.akira.vn nha nha nha. Hùng Akira nó lọc châm VN, bắt đầu bậc phù năng đề không che. Ác thì rẻ mà nó lại vô đời, tổng về chơi cứ phải gọi là xương lòi dòm. Xốp mới toanh, anh em chơi thử xem biết đâu được nhiều lúc hơn Tết này. Cái gì cũng có chứ những cái đéo có, Hùng Akira rọc lọc châm VN. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về reaction TikTok. Dạo gần đây World Cup có vẻ như hơi có sức ảnh hưởng một tí. Tôi, một người không hề xem bóng đá nhiều, nhưng cũng có xem thôi nha. Dạo gần đây tôi nghiện mẹ bóng đá rồi các bạn ạ. Tôi ngồi hôm nào tôi cũng xem đến tận 4-5 giờ sáng. Đây, tôi vừa xem bóng đá xong đến 5 giờ sáng đây. Trời ơi, Messi! Messi làm quả đá, ui! Nhà chính Argentina thì cứ phải gọi là 10 điểm siêu phẩm. Mà fan ta đang làm reaction hay ta đang bình luận bóng đá vậy nhỉ? Nói chung là tôi chỉ muốn chia sẻ với tư cách là một người fan của Argentina với Bồ Đào Nha, các kiểu cái thứ. Tôi ngồi tôi xem 2 giờ sáng, bùng nổ quá, sướng quá, gào cả thấy họng của các bạn ạ. Các bạn thấy bình luận viên cuồng nhiệt không? À nhầm, các bạn thấy cổ động viên cuồng nhiệt không? Thấy cuồng nhiệt cho mình xin một like, một đăng ký nhá, mặc dù đéo liên quan lắm, bởi vì là kênh này rất là nhiều người xem chùa luôn. Có đến 82% số lượng người xem của kênh của mình không like và đăng ký cho mình thế nhá. Và cảm ơn các bạn, và bây giờ ta sẽ cùng đi reaction nha. Không biết là chủ nhật tôi đang vào giờ mấy giờ, nhưng mà nếu như mà có đang ăn cơm thì cầm bát cơm lên nha, và ta sẽ cùng đi xem kích. Khi tôi mặc vest đến đón cô ấy đi lượn hồ tây. Uầy, gì đấy? À, sao anh mặc như này? Hả? Sao anh mặc như này? Cái gì vậy? Tại sao hôm nay chỉ nước hoa thôi thế? Ai cho anh đẹp trai? Bây giờ nhỗ gái như thế thì sao? Em không nghe nhá, em không nghe để chứng tỏ là em không yêu. Mà em đã như thế này chứng tỏ là em rất yêu. Vào nhà em thầy, không có về biết gì hết, đi vào. Gì? Mắc công đẹp trai rồi thì anh chỉ là của em thôi. Ôi rồi ôi, đã mắc công đẹp trai rồi thì phải ngồi đây xem ăn cơm chó ở trên TikTok à? Cái lùm mía là đó anh ơi, em thích người yêu anh rồi đấy. Má quả này đi vào nhà thì thôi, lượn hồ tây cái gì nữa các bạn. Tầm này lượn một vòng quanh giường rồi chứ còn gì nữa. Chết rồi, đánh nhau rồi các bạn ơi, như kiểu là ngày xưa quân ta chống quân Nam Hán ấy, hoặc nhau khao không liệt lắm, mấy hiệp lận. Ô, vụ này tôi biết này, vụ này tôi khịa thanh niên này rồi này. Tí hon, nghèo văn hóa. Em nghĩ sao nếu như tất cả cộng đồng ấy vào trong các cái mạng xã hội em ấy, comment em đánh giá em là một con người như vậy, khi chưa hiểu rõ về con người của em. Nó cũng giống như cái việc mà em cầm hơn 50.000 em ra ngoài đường, em gặp một bà cụ và em thấy người ta đang ở ngoài đường đêm khuya, và em đánh giá rằng là họ là nghèo, cô đơn, em miệt thị họ như vậy. Thực ra ấy, anh ít khi gây sự với những người khác trên mạng xã hội đâu. Đáng lý cái việc em đi review với cái quán này quán nọ, em gây hấn với người này người kia anh không quan tâm. Nhưng cái cách thức ấy, em làm nội dung video và hơn 28-29.000 bình luận phản ứng thì em vẫn không gỡ video. Tức là em mong muốn người ta vào comment càng nhiều cho video. Giờ gỡ rồi, tung nóc đúng không? Giờ gỡ rồi. Thì đây, anh sẽ cho nó lên tung nóc. Mọi người vào xem cái nội dung vụ việc gốc. Làm như vậy thì coi được hay không? Ở đây cái tinh thần ấy, em đi làm từ thiện, thiện nguyện, ai cũng ghi nhận cả. Nhưng mà của cho ấy, không bằng cách cho. Cái người mà đối diện với em ấy, họ là một cái người đã già, lớn tuổi rồi, đầu mấy thứ tóc rồi, họ hơn em đến mấy thế hệ. Nhưng mà em vào, em hỏi một cách là thiếu tôn trọng. Mà họ cũng đâu cần thiết là để được nhận cái phần ăn của em đâu. Khi em hỏi đúng muốn rồi ăn cái gì, họ nói là họ ăn hết rồi, từ trước rồi. Chứ họ có phải là nghèo đâu. Em mới nhìn họ ở ngoài đường như vậy, em đánh giá họ nghèo vật chất. Chắc gì ở nhà đất đai nhà cửa của em mới bằng họ đâu. Anh ấy, mà trong trường hợp này anh mà con của cụ ấy, anh kiện bỏ mẹ em ra. Vì sao ạ? Hình ảnh ấy, là cái quyền nhân thân gắn liền. Muốn sử dụng hình ảnh của người khác ấy, phải được sự đồng ý của họ. Và sử dụng với mục đích thương mại ấy, thì phải trả tiền cho họ. Ở đây ấy, khi em sử dụng như vậy ấy, là em mục đích là để cho cái kênh của em nó phát triển ấy, mang tính là thương mại đấy. Và việc mà em đưa lên là em đánh giá người này người nọ, nghèo này nghèo nọ, nếu như anh mà con của họ ấy, là anh sẽ làm tới cùng đấy. Và khi đó lại phải bồi thường thiệt hại đấy nô ạ. Đâu ai mong muốn mình bị nghèo đâu.
Và cái người nghèo ấy thì họ cũng cố gắng mỗi ngày để họ vươn lên, họ cải thiện cuộc sống. Và kể cả như trong cái trường hợp này, người cô này có nghèo khó về một chút vật chất đi chăng nữa, thì họ cũng có ảnh hưởng đến nồi cơm bát cháo của em đâu. Tự em tìm đến họ mà họ có ngửa tay xin em một tô phở đâu. Em tìm đến họ, em đưa cho họ một cái tô phở giá trị chỉ hơn khoảng 50.000. Và sau đó em dùng những cái hình ảnh đó em bỡn cợt để em làm cho cái nội dung em được hướng đến cộng đồng và được nhiều người người ta vào comment cho viral hơn. Nói ít á, hy vọng mong em hiểu nhiều. Nội dung của chúng ta review được cộng đồng đón nhận ấy, thì cứ tiếp tục theo những cái nội dung như vậy. Đừng có đi ngược dư luận. Đi ngược dư luận á, thì hậu quả là em gánh chịu. Mặt mày sáng sủa lịch sự ấy, thì làm content những cái nội dung ở trên TikTok vui lòng có văn hóa. Xin chào. Đùa, mình đéo làm mà mình nghe này chửi còn thấy thấm. Thì bây giờ thằng kia nó thấy thấm không trời? Tôi xem vụ này từ lâu rồi các bạn ạ. Cái vụ này vừa sáng hot cái tôi xem luôn rồi. À, với cả là tôi cũng có chửi thấy này rồi. Vô duyên tưởng mình hài hước. Không phải cái anh luật sư đâu nhá. Nó thấy như no ấy. Bạn nào mà chưa biết vụ no gì lên TikTok tra no đi, tìm hiểu đi nhá. Cái gì đây? Ôi! Ôi vai! Tôi mà chỉ biết được cái bộ môn đan lành thắt nút thôi. Đây không phải thắt nút mà là kiểu mẹ mày đan thành dây xích luôn đấy. Ôi như kiểu dây nịt ngày xưa bọn tôi kiểu tết lại thành một dây ấy. Ôi vai ơi, mày là bằng lưỡi à? Vai thật luôn hả? Trời ơi, mặt xinh lưỡi lại còn chuyên nghiệp. 10 điểm không, cái này phải 11 điểm. Gì đây? Gì đây bà? Gì nữa? Tao ước gì tao bị mù. Có lái khung nào? Có! Em thấy chị quen lắm, hình như em xem chị rồi. Nhưng mà chị ơi, em xem rồi hay không đéo quan trọng. Quan trọng là em mới lái chị. Em mới lái chị được không? Hỏi gì trả lời hết. Hỏi gì trả lời hết á? Mấy giờ em về? Em qua nhà thằng bạn, em quay TikTok mà mãi em chưa về nhà. Anh đợi em từ tối giờ rồi, bây giờ 5 giờ sáng rồi. Em dự định mấy giờ mới về? Hả? Làm chồng con ở nhà đợi mốc mồm lên đói gần chết rồi. Về nhanh nha vợ nhá. Đấy, hỏi Hàn và Vân lên TikTok làm ra ba trò Vân. Chồng vứt ở nhà bắt phải reaction TikTok, vợ sang nhà khác quay TikTok. Tôi trong bộ đồng phục và đồng phục gì trông cháy thế? Đồng phục trường nào cháy vậy? Ồ đúng rồi, đồng phục trường nào cháy vậy? Đồng phục FPT. Đồng phục FTU à. FTU là FPT đúng không? Tao vừa thấy ảnh này trên Douyin. À đổ má nó, cái ảnh này là ảnh fake à? Ôi trời ơi, ảnh Trung Quốc à? Ôi trời ơi, ảnh mạng à? Ôi lừa. Hello mọi người, lại là Mai đây. Thời điểm đó chắc cả đời tôi cũng không thể quên được. Cảm giác bị anh rể ship, bị anh rể hãm hiếp phải. Tôi bị say xe cho nên tôi không đi được ô tô về. Thật luôn à? Lúc đó chị gái tôi có gọi cho anh rể tôi đến đón. Thì tôi cũng đi về theo thôi, tại vì cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Trên đường đi về thì không nói chuyện gì cả. Sau đó anh ấy chở tôi đến một chỗ rất là vắng và không có người. Anh ấy hỏi tôi là nếu mà em thực hiện theo nhu cầu của anh ý thì anh ấy sẽ cho tôi một số tiền như tôi mong ước. Thật sự tôi vô cùng hoảng hốt và sợ hãi, tôi không biết làm như thế nào cả. Tôi mới bình tĩnh nói với anh ấy rằng cho em đi về, nếu anh không đèo em về được thì em tự đi bộ về. Sau đó tôi nhảy xuống xe luôn. Vì là anh ấy sợ tôi nói với cả chị gái, với cả gia đình bố mẹ, nên anh ấy nói với tôi là sẽ đưa cho tôi số tiền để bịt mồm tôi lại và không nói cho ai cả. Vì tôi muốn giữ hạnh phúc gia đình cho chị gái tôi, cho nên tôi không dám nói với cả bố mẹ cộng với chị ấy. Đến tận bây giờ thì tôi mới dám tâm sự với bố mẹ về chuyện đó. Tôi không nghĩ rằng tôi phải trải qua một quãng thời gian tâm tối như vậy. Nhưng cũng thật may mắn bây giờ tôi đã vui vẻ và tốt đẹp hơn. Nhưng mà thanh niên đã làm gì đâu, hỏi mỗi câu thôi mà. Thôi thì sốc thì cũng có sốc thật, nhưng mà đâu cần thiết phải ám ảnh tâm lý thế đâu. Vui cười lên nhá vợ nhá. Anh yêu em. Thực ra em không thể giấu anh nữa rồi. Em xin lỗi anh gia yêu quý. Em
không hề đi lính. Mà em chính là người nhện. Lúc này em vẫn còn dấu dấu riêng riêng anh. Được rồi, đã thế anh chẳng tìm dấu em nữa. Anh là Lê Tiểu Long. Tao đang xem gì mày? Cái gì mày? Cái gì mày? Spider-Man. Ờ, giờ tao để ý ông Number đeo quả giày giống tôi đây. Ơ kìa, nhái giày của mình à? Ôi, giày giống hệt mình luôn các bạn. Giày luôn vui tòng. Không biết là fake hay không thôi, nhưng mà giày của mình real là 37 triệu cơ. Ui, vãi đồi người giàu. Các tip boy phố. Này các bạn ơi, không phải xúc phạm đâu, nhưng mà mình thấy bạn ấy đứng tạo dáng giống kiểu giống cái que tăm, nó biết mùa ấy. Người bạn ấy trông gầy vậy, không biết là filter nó bóp người hay là người bạn ấy gầy thật nữa. Cảm giác kiểu hai cái đùi bạn ấy như kiểu hai cái que tăm luôn ấy, các bạn thấy không? Này, giống như là đúng kiểu hai cái đũa luôn ấy. Ồ, cái tay bạn ấy bé tí luôn, thề bạn ấy gầy lắm luôn ấy, chắc phải gầy ngang mình hoặc gầy hơn mình luôn á. Anh em tao ghiền cả chú dưa leo, và đây là bữa ăn hàng ngày của anh em tao. Đây là salad cà chua dưa leo. Đây là salad dưa leo cà chua. Đây là cà chua dưa leo muối. Đây là pizza dưa leo. Ê, em, không phải. Đúng rồi. Nước lọc với dưa leo. Còn đây là món ăn thịt duy nhất trong bữa ăn. Sẽ bao gồm là thịt bò này, thịt gà này, và theo mình biết là đây là thịt heo. Ê, từ từ. À, để mà món ăn này ngon hơn thì chúng ta sẽ cho thêm một ít dưa leo lên trên nhé, sẽ làm cho thịt nó hấp dẫn và ngọt hơn. Ê, thôi. Tôi chưa hiểu lắm, nhưng mà tại sao các anh lại chọn dưa leo để làm nhân vật chính trong câu chuyện này vậy? À, các anh bé bằng dưa leo đúng không? Của em này chắc em phải dùng quả mít anh ạ. To như mít, dài 1m2, hùng cai dù 1m2, là hùng cụ. Kì đấy, bảo quay mặc áo mới thì bé bảo phải cải trang theo đúng người Trung Hoa, phải đeo khẩu trang cái này, thế thì bố chung chăn luôn. Vãi cả trưởng ạ, vui tính nhảy. Ui. 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 Nhà tôi ở cạnh nhà nàng, ngày nàng có chửa cả làng ghi tôi. Con mẹ mày, thằng Lục Tố sắp đi tù rồi. Đây là người yêu tôi mỗi khi thích một cái gì đó. Anh đã bảo là không mua mấy cái này nữa rồi cơ mà. Dạ em thì nó ở đây rồi. Đừng mà. Đừng có mà lươn. Em hứa với anh là mua mỗi cái lâu đài kia thôi cơ mà. Nhưng mà con này xinh lắm. Cất lên, nhanh. Ui, mấy bạn này đam mê ghép mấy cái này gọi là lâu... ghép ấy à? Đang ngủ à? Mình quên mất gọi cái này là gọi cái gì rồi. Lego à? Lại bừa bộn lên thêm giường rồi. Ghép mấy cái này nhức đầu vai. Không. Lego đúng rồi. Sao lì thế nhở? Lại còn rắn giấy. Đứng lên, em thích lắp mấy này đến thế cả. Thôi được rồi, bây giờ dọn hết mấy đống đồ này đi, xong mà anh tìm thêm mấy cái nữa cho em, xong rồi mình cùng lắp nhá. Sao đâu? Nhưng mà đi ra còn đi vệ sinh. Luôn trời ơi, tao lên TikTok để xem video chứ tao lên TikTok để ăn cơm chó ở đâu. Trời ơi, làm ơn đi TikTok ơi. Tê Linh thích ăn dưa hấu. Tê Linh thích ăn dưa hấu. Hùng thích ăn Tê Linh. Khăn đỏ xịn quá trời. Cái khăn đỏ này là dấu hiệu của việc các bạn tuốt nó nhiều quá, nó bé lại, nó kiểu như là không còn cái tí nào luôn á các bạn. Một số thằng ở lớp mình nó hay dùng một cái khăn đỏ để nó nhúng nước, sau đó chơi trò bắn khăn đỏ ấy, mất dạy vậy, đau ấy, đồi rát vậy đấy các bạn. Bắn ra một hồi là nó bé tí lại luôn các bạn, nó nát tươm luôn ấy. Đúng kiểu như này luôn. Sao lại thêm cả cái mặt đấy nữa chứ. Nhận ra được lên TikTok à.
Khởi nghiệp mùa cá độ. Cảm ơn mấy anh em fan Messi. Nhà xếp lên bàn. Ê bạn ơi, hôm nay fan Messi nó bơi lên rồi nha. Hôm nay nó bơi lên bờ rồi nha. Hôm nay Messi làm siêu phẩm là fan Messi bơi lên bờ rồi nha. Cái gì? Nhận đi. Đôi này nhìn giống của thằng Trường lắm. Có lẽ nào. Trường fan Argentina. Xem cái gì? Đúng đúng. Mẹ ơi, anh Trường đi size 39 phải không? 39 nhá. Không, nó size 40. Ui may quá. Đây size 40 mẹ ơi. Trường, Trường nhảy xuống bơi vào bờ bên kia rồi à? Ui mẹ ơi, anh Trường nhà mình có bị hôi chân không mẹ? Hả? Hôi chân á? Hôi không, trên thằng này hôi tanh luôn con ạ. Thế mẹ đau khổ dấy dỗ tiếp đi. À này mẹ ơi, lông chân anh Trường xoăn nay thẳng ngay mẹ. Ây à, cái này vậy không phải nó à? Lông chân anh mày khác người lắm, thẳng lắm. Ừ, cái lông này nó cũng thẳng. Cái này là tóc chứ lông đéo thẳng cái này được. Lông trim của tôi, lông nách của tôi không bao giờ thẳng cái này được luôn đó. Cơm trắng có màu trắng vì được làm từ gạo trắng. Ba khía có màu sẫm, ăn vào mặn lòi cái lưng. Nhưng vì màu sẫm nên ăn luôn vỏ cho có chất. Bắp chuối là một loại rau củ quả có màu sẫm. Ăn vào nó chát muôn lòi cái lưỡi, nhưng vì nó màu sẫm. Tôi tưởng là lòi cái lợ, là lòi lấy cái lợ. Nên phải ăn hết cho có chất. Bánh Oreo, mặc dù không liên quan đến cơm trắng, nhưng vì nó có màu sẫm, nó đen như cái lông mũi, nên phải ăn cho có chất. Nước tương. Mình nghĩ là mấy phát này chị ấy sẽ nhổ ra hết chứ chị ấy để tao nuốt đâu. Là một loại gia vị lỏng có màu sẫm, không chỉ ăn được với cái này ăn được. Mà chúng ta còn có thể húp cái tương, cái tương mayonnaise này gọi là tương gì nhở? Tôi quên mẹ tên rồi. Tròn từng muỗng, dù mặn muốn tụt huyết áp, nhưng vì nó sẫm nên phải húp. Thịt khét. Không, cái này không mặn đâu, cái này chan chơm ngon ngon lắm. Nhưng do nó có màu sẫm nên phải nhai đi nhai lại như bò. Vì nó có màu sẫm nên có thể chà lên da mặt cho có chất. Đậm mùi khịa à? Thế à? Mùi khịa thật mặn đồng Jessica Diệp. Lý do thực sự mà học sinh Mỹ Đình muốn tôi vào lớp dạy. Cô ở Mỹ Đình à? Thu thập ảnh và video để làm meme. Ôi, cô dạy lớp 10A5 này, 11A3 này, trường trung học phổ thông Mỹ Đình à. Ui giời ơi, gần đây nha. Ui, trông cô có vẻ xinh đấy nhờ. Ây ôi ôi. Cô ơi, em yêu cô. Xin chào cô và chào tất cả các bạn. Em là Hằng và đây là mẹ của em. Chào em. Hôm nay thì em sẽ xin được nói về lịch trình một ngày học tập và làm việc của mình. Và mỗi buổi sáng thì thường là em sẽ thức dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng để em đi tập thể dục 30 phút cho đến 1 tiếng. Thì em sẽ về nhà và nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ của em. Mía. Chả bao giờ luôn. Em thường, mẹ em rất thích ăn miến. Vậy nên là mỗi buổi sáng em sẽ làm nước xương và em nấu miến cho mẹ em ăn. Sau đó đến 6 giờ. Thật á? Để kính thế hả? Đấy, mẹ làm gì đấy? Thì không nói nữa. Đến 6 giờ thì bố mẹ em ăn cơm. Mía. Sau khi đã hoàn tất xong xuôi các thủ tục và em để nhất là con tí là con cắt. Sau khi em rửa bát xong thì em sửa nhá. Và cho đến 8 giờ rưỡi em lại dậy và bắt đầu đánh răng rửa mặt và để em đi làm. Và 5 giờ chiều thì em sẽ đi về nhà và 5 giờ 30 em có mặt ở nhà bắt đầu đi nấu đồ ăn tối. Sau khi em làm cái này là bạn này đang miêu tả mẹ bạn đấy chứ đâu phải miêu tả bạn đấy rồi. Cơm xong đã rơi vào tầm khoảng 6 giờ 30 tối. Thì sau đó em sẽ chờ bố mẹ về để ăn cơm. Lúc chờ thì em sẽ đi quét nhà, lau nhà. Mày đang miêu tả tao đấy hả? Mẹ kiểu đấy. Đó, và sau khi bố mẹ em về thì đã rơi vào tầm 7 giờ rồi. 7 giờ sẽ là giờ ăn tối. 7 giờ 30 tối em rửa bát xong xuôi, sau đó em sẽ đi đến lớp học. Sau khi đi học về đã là 9 giờ 45 phút. Em sẽ lên nhà và thơm vào tạm biệt bố mẹ, chúc bố mẹ ngủ ngon và em đi ngủ. Ừ, đấy là em bị hôm qua em đập đá, đá kẻ nó hơi dày nên là em nghĩ thế thôi. Chứ thực ra ngoài thật thì em đi học xong về em báo bố mẹ chứ em chả làm mẹ gì đúng không? Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Hello cái thằng mắt dài suốt ngày ngửa nhà vệ sinh riết cái miệng thúi quắc.
bà nói cha mày, tao nghèo khổ. Nhanh thế. Có nổi mày chưa? Tao ngửa tay xin tiền mày chưa thằng ngửa. Mày nói có phiên bản chế rồi à? Ở đây mạnh thường quân người ta giúp đỡ tao nhiều lắm. Người ta đàng hoàng lịch sự chứ không có cái mỏ hổn như mày. Mày mới cô đơn á. Cái thể loại như mày ai đâu thèm chơi mà biếu cô đơn. Mày vừa cô đơn mà vừa là cô hồn nữa. Mày hé lô bà già đầu tiên mà mày không tôn trọng lịch sự bà già gì hết trơn trời. Mày có học môn đạo đức lớp 5 không con? Vậy bà ăn phở không bà? Không mày. Mày đi chỗ khác chứ tao ụp tô phở đầu mày à. Bỏ nghe. Mai một bước làm content vô lại nha con. Bà là rapper chuyên nghiệp về hưu nên là bà bắn hơi nhanh, thằng bé loát chưa nổi. À vụ này mình có đọc trên Facebook rồi, chưa xem video nhưng mà có nhìn thấy ảnh các bạn ạ. Ba bà này kẹp ba xong nếu được mũ bảo hiểm thế là bị cơ động bắt, thế là bị bắt nhảy cóc chứ khi nào mỏi chân thì thôi. Xong mới thả về cười ấy. Và cân ba trong lúc này như là còn có con gái. Ôi giời ơi, xong rồi, hỏng rồi. Nhạc cuốn vãi hò. Tôi thấy cái màu trắng cuốn hơn được không? À vậy tôi thấy màu đen cuốn. À màu xanh cuốn này. Ờ đùm đùm cuốn này. Ôi màu hồng này. Wow. Nhạc không cuốn nhưng mà bảy sắc cầu vồng cuốn nha, nhiều màu nha. Nghèo ăn gì nồ nô cho ăn đó, tập 3003. Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Ê mọi người biết ngày xưa đi học hay có kiểu chép bài của bạn nhưng phải cố chép khác khác một tí, không mà giáo viên nhận ra hai bài giống nhau đúng không? Thì có phải là anh bạn Nono này cũng đang muốn gọi là chép một tí bài của anh Quan không gờ. Nhưng mà hình như là đề bài nó hơi khác nhau. Một người đề bài là đi giúp người, còn một người thì đề bài lại là nhờ người để giúp mình xây kênh và gây nhiều tranh cãi hơn. Thật ra thì cái việc mà bạn phát triển kênh bằng cách là đi ngược với đám đông và cố tình gây tranh cãi dư luận thì nó thật là không phải mỗi mình mà cả cái đất nước Việt Nam này đều biết rồi. Nhưng mà mọi người không quan tâm quá, tại vì trước bạn chỉ review nhà hàng này, quán ăn thì không vấn đề gì. Nhưng bây giờ khi bạn đang mang danh là làm việc thiện, làm việc tốt, đi giúp người thì mình chỉ muốn hỏi thật lòng bạn, mình hỏi chính con người của bạn luôn là bạn có thực sự muốn mang những người có hoàn cảnh khó khăn, các cụ già neo đơn khốn khổ lên để làm content và xây kênh của bạn như thế không? Bạn thực sự muốn như thế à? Bạn tự so sánh mình với Quan không gờ là bạn mang hình ảnh vui tươi khi đi từ thiện chứ bạn không mang cái sự buồn bã vào. Nhưng bạn có biết không buồn với không lịch sự nó khác nhau không? Cái gì mà tô phở rẻ vậy mà cũng không mua nổi luôn, ai khiến mua? Ai khiến mua? Nhân tiện là không ai muốn mình nghèo cả, ai muốn mình có cuộc sống giàu sang sung túc nên là họ đang rất cố gắng mỗi ngày để thoát nghèo. Nếu bạn giúp được thì bạn giúp chứ bạn không cần nhất thiết phải nói cái câu ở cuối clip là bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp hoài đâu. Ủa ai khiến giúp? Ai khiến giúp? Bạn tự tìm đến người ta, bạn giúp người ta và bạn hỏi người ta muốn ăn gì các thứ, mãi người ta mới trả lời là tô phở. Thì nói thật, ăn được tô phở đấy phải khóc 3 ngày mất, nó cực kỳ là xúc phạm luôn đấy. Và mình cùng với rất nhiều người khác đang cực kỳ hy vọng được gặp bạn trong một ngày sớm nhất để xem là nếu mà gặp bọn mình thì bạn sẽ chọn mình ăn như thế nào. Nhân tiện là em có một lời gửi đến các brand book bạn là Nono này là không gì cả, em rất là khâm phục các anh chị thôi ạ. Không phải là né em ra. Bảo ra Hải Phòng mà mãi trở nên Nono ra. Ra Hải Phòng cái chào nhau thay vì chào nhau bằng câu hello, chào nhau bằng câu xin chào. Chúng ta chào nhau bằng từ TOÀC. Cái gì nữa đây? Cái gì đây trai? Ôi vai, ông già như thế này mà ông biết là ảo thuật. Đầu tiên mình tưởng là ông kiểu làm video chôn chôn vui vui. Ảo thuật thật mà. Ui, nhưng mà cái lá bài như ở nó bị gấp thế này. Nói chung là có thử thuật nhưng mà ui, ảo phết. Bây giờ mình không sẽ giải thích, mình cũng đều hiểu đâu nhá. Trừng lòng kiểu hổ quýnh ghê quá. Ô cha cha ôi. Chịu hổ, giết chịu hổ chưa? Bao công thời thế kỷ 21 cầm iPhone quay TikTok trong lúc đồng đội đang đánh nhau. Úi giời, quan thời nay lạ thế. Bị hacker mà.
Next. Sao bà hàng xóm lại ở đây này? Có người yêu à, để mẹ xem. Thằng bạn gửi cho anh xem. Đúng lúc thằng bạn gửi cho ảnh thôi kiểu chứ. Ê mày, gái xinh không mày? Linh quân cắp này mày. Cái gì đấy? À mấy cái này là sự thật về mấy cái bức ảnh à? À cái này là cái gì đấy? À nôm na là tóc của công chúa bị thọt thọt lại tí à? Ờ cái này là gió bay, nếu như ngoài thật thì là nó sẽ che hết mặt. Rồi rồi thế. Ngoài thật là nếu như mà tắm nước thì nó sẽ rũ rượi như này này. Rồi hiểu. Có cái này là cái gì đấy? À cái này tóc là sẽ bị sơ à? Kiểu rối lưng tùm vàng hết. Cái này tôi không biết này. Ok. Ờ cái này tóc sẽ bị rối bù xù lên vì sáng ngủ dậy này. Ờ cái này tôi đéo hiểu lắm này. Nôm na là mặt trông kinh với trưởng này. À ok, đây là công chúa lướt điện thoại này. Chắc lướt Facebook không ngủ được này. Ok, đây là Ran là bị khuyết tật đầu nên là tóc mới có hình như này này. Ờ mấy ông này khuyết tật đầu hết này. Ờ. Ở đây là công chúa phù thủy này. Ờ bị đâm là đau vãi đái này, mặt là kiểu vãi trưởng này. Ok, cái này tôi đéo hiểu ra cái gì luôn các bạn ạ. À, nôm na là Bạch Tuyết này trông hơi vãi đái đấy. Phíp đéo chịu được. Ông ghét kiểu đéo ghét được cái ghế thì ông 10 điểm thôi. Con mẹ. Con. Thôi xem TikTok có 180 phút rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và chúc mọi người tốt lành. Mình không sẽ TikTok đâu. Mình nghĩ là quá đủ rồi. Mình đau đầu mà. Mình nhức đầu mà.